Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến với phần tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số chứa dấu giá trị định đó. Đây là một dạng toán quen thuộc. Thì để xử lý được dạng toán này, chúng ta cần biết được phương pháp tổng quát để giải dạng toán trên. Sau đây là bài toán tổng quát cho hàm số y bằng trị đối của fx. Bài toán yêu cầu rằng tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn AB. Đây thì chúng ta sẽ có các bước để xử lý bài toán sau. Bước 1, chúng ta sẽ tìm max của hàm số fx trên đoạn AB. Chúng ta sẽ đặt nó là bằng p. Chúng ta sẽ tìm min của hàm số fx trên đoạn AB. Chúng ta sẽ đặt nó bằng q. Sau đó chúng ta sẽ đến với bước số 2. Xét các trường hợp. Trường thứ nhất, nếu p nhân q nó bé bằng 0 thì chúng ta sẽ suy ra được min của hàm số fx trên đoạn AB chính là bằng 0, và max của hàm số fx trên đoạn AB chính là lớn nhất trong hai số là trị định đối của p và trị định đối của q. Các lưu ý đây là f trị định đối đây nha, trị định đối của fx mình ghi thiếu á. Bây giờ mình sẽ chứng minh công thức này. Chúng ta có như sau. Giả sử chúng ta có đồ thị hàm số y bằng fx như thế này đi. Đặt a và đây mình đặt chữ b. Rồi chúng ta sẽ tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn AB. Ở đây là giá trị lớn nhất của hàm số, chúng ta sẽ đặt ở đây là p, còn giá trị nhỏ nhất của hàm số là tại đây. Mình đã tìm được q. Bây giờ ta sẽ xác định đồ thị hàm số y bằng trị đối của fx bằng cách ta sẽ lấy đối xứng hoành đồ thị đang phía bên dưới trục tung, ta bỏ đi ở bên đây, ta bỏ này đi, chỉ nhỏ này thôi. Đây chúng ta sẽ thu được điểm q ở đây, trị đối của q, và ở đây vẫn là trị đối của p, vì do p dương nên không cần trị đối cũng được. Thì đường màu đỏ chính là đồ thị hàm số y bằng trị đối của fx. Khi đó ta nhận thấy được rằng giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng f trị đối của x là bằng 0, trị nhỏ nhất bằng 0. Bởi vì những cái điểm nằm ở bên dưới chứ không đã bị lấy đối xứng lên trên rồi. Nên ta sẽ suy ra được một điều rất là quan trọng. Đó chính là min của trị đối của fx trên đoạn AB chính là bằng 0. Và điều quan trọng thứ hai chính là max của hàm số trị đối của fx trên đoạn AB chính là bằng, bây giờ chúng ta sẽ so sánh là cái min hay là cái max của nó, cái nào có giá trị đối lớn hơn thì nó sẽ bằng max của trị đối của p và trị đối của q. Chính là trị đối của p và trị đối của q, số nào lớn hơn thì ta sẽ lấy số đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lấy trường hợp thứ hai. Trường hợp hai chính là nếu q dương, đây nếu như giá trị nhỏ nhất của hàm số fx nó dương thì chúng ta sẽ có công thức min của hàm số trị đối của fx trên đoạn AB chính là bằng chính nó luôn, bằng q, và max của hàm số trị đối fx trên đoạn AB bằng p. Bây giờ mình sẽ giải thích điều này. Giả sử mình có đồ thị hàm số y bằng fx với giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn AB là một số dương. Đây mình lấy ví dụ đây, đây là nhỏ nhất đây nè. Ở đây là số q, và cái lớn nhất ở bên đây là số p. Thì khi chúng ta lấy hàm trị đối y bằng trị đối của fx cho hàm số này đã lớn hơn 0, cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn AB đã lớn hơn số 0 rồi,
Nên khi chúng ta lấy chỉ đối lên thì nó vẫn là chính nó. Cho nên chúng ta sẽ suy ra được một điều rất là quan trọng như lúc nãy mình đã ghi, chính là cái min của hàm số chỉ đối f(x) trên đoạn AB chính là bằng vẫn bằng giá trị nhỏ nhất của nó là chữ q, và max của chỉ đối f(x) trên đoạn AB chính là bằng p. Đây, p vẫn giữ nguyên và q vẫn giữ nguyên. Rồi mình sẽ đến với trường hợp cuối cùng, đó chính là nếu như p bé hơn không, giá trị cực đại của nó sẽ bé hơn không, thì chúng ta sẽ suy ra được một điều rất là quan trọng, đó chính là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn AB của hàm số y bằng chỉ đối f(x) bằng chỉ đối của p và bằng trừ p do p âm, và max của hàm số y bằng chỉ đối f(x) trên đoạn AB chính là bằng chỉ đối của q, và ở đây nó chính là bằng trừ q. Bây giờ mình sẽ giải thích điều này. Ở đây giả sử mình có đồ thị hàm số y bằng f(x) với giá trị cực đại của hàm số ở trên đoạn AB bé hơn không. Ở đây thì mình sẽ suy ra được là cái cực đại của nó là điểm này, đây là chữ p bé hơn không, và cực tiểu của nó điểm này chữ q bé hơn không. Thì khi ta xác định đồ thị hàm số y bằng trị đối với f(x) thì ta sẽ lấy đối xứng lên phía trên của trục tung. Đây mình lấy đối xứng lên. Thì trên đoạn AB chúng ta sẽ suy ra được một điều rằng giá trị cực tiểu của nó sẽ bằng số đối của giá trị cực đại là sẽ bằng trừ p, và giá trị cực đại sẽ bằng số đối của giá trị cực tiểu ở bên trên đây là trừ q. Chúng ta sẽ suy ra được ở đây mình sẽ ghi lại cái min trên đoạn AB của hàm số y bằng trị đối của f(x), cái min của nó sẽ là bằng trừ p, và cái max của nó trên đoạn AB chính là bằng trừ q. Bây giờ chúng ta sẽ có một số công thức tính nhanh như sau. Tính ngay công thức trên, chúng ta có thể rút ra được một công thức tính nhanh như sau. Ta sẽ tính được là giá trị lớn nhất của hàm số chỉ đối f(x) trên đoạn AB chính là bằng chỉ đối của p cộng q cộng cho chỉ đối của p trừ q chia cho 2. Và công thức thứ hai chính là giá trị nhỏ nhất của hàm số chỉ đối f(x) trên đoạn AB chính là bằng, thế sẽ là hai trường hợp nó sẽ bằng 0 nếu p nhân q biến nó bằng 0, nó sẽ bằng p cộng q, nó sẽ thay dấu cộng bằng dấu trừ, trừ cho p trừ q chia cho 2 nếu p nhân q lớn 0. Chỉ với hai công thức trên, chúng ta có thể giải quyết được tất cả dạng toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số có chứa dấu giá trị đối. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn thấy nó hay thì cho mình một đăng ký, một like, và đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè của bạn nhé.